Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi đào tạo tiếp theo của team hỗ trợ kỹ thuật chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp hai nội dung tiếp theo của chương dầu định hình, đó là quản lý, phân tích các chỉ tiêu trong dầu đã sử dụng, và chúng ta sẽ tìm hiểu về một loại dầu, đó là dầu rèn nguội. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quản lý và phân tích dầu đã sử dụng. Các chỉ tiêu cần kiểm soát đối với dầu định hình bao gồm tỉ trọng, độ nhớt, điểm chất cháy, tổng hàm lượng axit, tổng hàm lượng nước và phổ hồng ngoại FTIR. Thứ nhất là về tỉ trọng. Tỉ trọng là tỉ số giữa khối lượng riêng của một chất với khối lượng riêng của chất chuẩn. Việc xác định tỉ trọng dầu giúp xem xét khả năng sử dụng của dầu. Trường hợp tỉ trọng vượt ngưỡng cho phép, khuyến cáo cần thay dầu. Thứ hai là về độ nhớt. Đây cũng là một thông số rất quan trọng khi lựa chọn dầu định hình. Độ nhớt phù hợp và thường khuyến cáo dao động trong khoảng cộng trừ 10%. Chỉ tiêu thứ ba là điểm chất cháy. Đây là một chỉ số cho biết khả năng an toàn khi sử dụng dầu. Dầu định hình thường có điểm chất cháy trên 80 độ C, ngoại trừ dầu dập, nên sử dụng thiết bị xác định điểm chất cháy cốc hở. Còn với dầu dập, với điểm chất cháy thấp thì sử dụng điểm chất cháy cốc kín. Chỉ tiêu thứ tư đó là tổng hàm lượng axit, hay còn ký hiệu là TAM. Phương pháp này xác định tổng hàm lượng axit có trong 1 gam mẫu. Phương pháp này với mục đích kiểm tra khả năng sử dụng tiếp của dầu. Một chỉ tiêu không kém phần quan trọng đó là hàm lượng nước. Khi dầu bị nhiễm nước dẫn tới giảm chất lượng dầu có thể gây ăn mòn vật liệu, thiết bị hoặc gây ra rỉ. Vì vậy nên quản lý hàm lượng nước rất quan trọng và theo khuyến cáo hàm lượng nước nên nhỏ hơn 500 ppm. Phương pháp đo cuối cùng đó là phương pháp phổ hồng ngoại FTIR. Đây là một phương pháp đo dưới dạng chiếu tia hồng ngoại lên vật liệu cần phân tích và sau đó đưa ra màn hình phổ phân tích được đưa trên mẫu đó. Kỹ thuật này giúp kiểm tra lượng cặn, tạp chất hay thành phần dầu gốc và phụ gia. Đó là về các chỉ tiêu mà chúng ta cần kiểm tra đối với dầu định hình. Tiếp theo, để tìm hiểu rõ hơn về các loại dầu bên công ty chúng tôi, chúng ta sẽ đi từng dòng sản phẩm sử dụng cho các quá trình cụ thể. Đầu tiên là dòng sản phẩm sử dụng cho quá trình rèn, hay còn gọi là forging oil. Ở đây, chúng tôi đề cập tới một quá trình rèn, đó là rèn nguội. Rèn nguội là phương pháp rèn được thực hiện ở nhiệt độ phòng hoặc ở gần nhiệt độ phòng mà không nung nóng vật liệu, do đó có thể đạt được độ chính xác tốt nhất. Tuy nhiên, vì khả năng chịu biến dạng ở nhiệt độ phòng lớn, vật liệu rèn được giới hạn ở thép carbon trung bình thấp hoặc thép hợp kim thấp, và trong hầu hết các trường hợp nó bị hạn chế bởi hình dạng hoặc đối xứng trục. Về tính chất, phương pháp rèn nguội có một số ưu điểm sau. Thứ nhất là tiết kiệm được vật liệu, tỷ lệ thu hồi vật liệu tốt vì không có hiện tượng mất mát do gia nhiệt hoặc lượng phôi tạo ra từ quá trình rèn là cực nhỏ. Thứ hai là độ chính xác về kích thước của sản phẩm là tuyệt vời, vì vậy không cần thiết tới các quá trình gia công sau đó. Thứ ba là tạo ra một bề mặt với độ chính xác mong muốn và không cần thiết tới các quá trình gia công sau đó. Cuối cùng chính là cải thiện được cơ tính của sản phẩm. Một số vật liệu chỉ cần qua quá trình rèn nguội cũng tăng được cơ tính mà không cần qua quá trình xử lý nhiệt. Một số sản phẩm SHL cho quá trình rèn nguội được thể hiện trong bảng dưới đây. Trong các sản phẩm này có hai sản phẩm chính chúng tôi tập trung và nhận được sự hài lòng từ khách hàng, đó là SHL Heading L325 và SHL Heading Pro 6H. Các thông số sản phẩm được thể hiện trong bảng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa ra các tiêu chí có thể thay thế sản phẩm dầu rèn nguội. Trong bảng này là danh sách 10 tiêu chí và dựa trên đó, chúng ta có thể thay thế được sản phẩm một cách hợp lý. Tiêu chí đầu tiên là về quá trình định hình, đó là giai đoạn số bao nhiêu trong các giai đoạn số từ số 1 đến số 7. Các giai đoạn định hình khác nhau cũng có những yêu cầu khác nhau nên loại dầu sử dụng cũng đáp ứng các yêu cầu cho từng giai đoạn. Tiêu chí thứ hai là về nhà sản xuất thiết bị, hệ thống lọc và thiết bị thu bụi. Đây cũng là những yêu cầu cần thiết khi lựa chọn và thay thế một cách phù hợp.
Một tiêu chí nữa cũng cần để xem xét đó chính là vật liệu gia công và độ dày mong muốn. Vật liệu có thể là thép, nhôm hay inox và độ dày mong muốn là bao nhiêu. Điều này cũng liên quan tới độ nhớt và phụ gia sử dụng trong dầu. Tiêu chí tiếp theo đó là tìm hiểu thêm về các quá trình sau quá trình gia công định hình. Có thể sau định hình họ có thể mạ bề mặt hoặc xử lý nhiệt hoặc chống rỉ hoặc gia công tiếp. Cần biết rõ quá trình cụ thể bởi sau quá trình định hình, lượng dầu tồn tại trên bề mặt sản phẩm có thể ảnh hưởng tới quá trình tiếp theo. Ngoài ra thì một số đặc trưng dầu trong quá trình sử dụng cũng được yêu cầu. Trong quá trình định hình có thể sẽ có một số yêu cầu như tránh tạo bọt, mùi nhẹ hay là chống rỉ tốt hoặc thời gian sử dụng lâu dài cũng là những yêu cầu đủ cụ thể đối với từng quá trình. Loại dầu sử dụng cũng có thể là chứa clo hoặc là không clo hay là dầu tổng hợp hoặc bán tổng hợp cũng cần được xem xét. Và tiêu chí cuối cùng đó là về ứng dụng và về giá cả mong muốn. Trên đây là hai nội dung chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn trong buổi hôm nay. Hai nội dung cuối cùng của chương sẽ được chúng tôi trình bày trong buổi cuối cùng buổi tiếp theo của team hỗ trợ kỹ thuật. Nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì, mọi người có thể liên hệ với team chúng tôi qua email dưới đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.